hôm nay mình sẽ lên cho các chị em, đặc biệt là các anh em yêu màu hồng và ghét sự giả dối, một bộ PC bao gồm cả màn hình, phím, chuột và tai nghe, giá chưa tới 26 củ khoai. Cùng mình đi tìm hiểu cấu hình thực tế của em nó nhé. Mainboard Asrock B760M Pro RS D4. Đi kèm với đó là một con CPU Intel Core i3 12100M 4x8 luồng, tản nhiệt nước đến từ nhà Cooler Master 240 Master Liquid, RAM Adata XPG D50 RGB tổng dung lượng 32GB, SSD M.2 256 đến từ nhà Lexa. Đặc biệt em nói sở hữu một con card đồ họa cực kỳ đẹp mắt RTX 3060 Ultra Wide bản 12GB. Trái tim của bộ máy là bộ nguồn Sigmatec 650W, vỏ cây cho anh em yêu màu hồng ghét sự giả dối Aquarius S Pin. Đi kèm với bộ cấu hình này là màn hình MSI MP243X Full HD IPS 100Hz, chuột, bàn phím và tai nghe đều đến từ thương hiệu Daryl. Với thông số cấu hình như vậy thì cùng mình đi tìm hiểu em nó sẽ làm được những gì nhé. Với tựa game mới update mạnh về cấu hình như CS2 ở độ phân giải 2 setting, FPS của em nó lên tới trên 150 FPS. Một tựa game nặng đô về đồ họa khác là PUBG ở 2 setting, FPS trên 110. Với tựa game AAA như GTA 5 ở độ phân giải Full HD, cấu hình Very High trên 150 FPS. Với hiệu năng mạnh mẽ như vậy, em nó còn được bảo hành 3 năm chính hãng. Anh em có thể ghé SB1 Việt Nam để sở hữu em nó nhé.